Nghĩ tưởng hạnh của mình, nơi tất cả pháp sinh nghĩ tưởng phải pháp, nơi tất cả lời nói sinh nghĩ tưởng lời nói đạo, nơi tất cả chư Phật sinh nghĩ tưởng từ phụ, nơi tất cả Như Lai sinh nghĩ tưởng không hai, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này sẽ đắc được nghĩ tưởng vô thượng khéo léo. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ nghĩ tưởng kỳ đặc chẳng bình thường. Những gì là 10? Đó là: một, đối với tất cả căn lành sinh nghĩ tưởng căn lành của mình. Tại sao? Vì mình với chúng sinh là đồng một thể. Chúng sinh có căn lành thì giống như mình có căn lành. Chúng sinh có công đức, tức là mình có công đức, muốn căn lành của người khác làm căn lành của mình. Căn lành thì như thế, lỗi lầm cũng như vậy. Người khác có lỗi lầm cũng giống như mình có lỗi lầm. Công và lỗi giữa mình với người khác đồng một thể, chẳng có sự phân biệt với chúng sinh. Cho nên tất cả căn lành sinh nghĩ tưởng căn lành của mình. Hai, đối với tất cả căn lành nghĩ tưởng sinh hạt giống bồ đề, có căn lành thì có hạt giống bồ đề. Ba, đối với tất cả chúng sinh nghĩ tưởng bồ đề khí, tất cả chúng sinh đều là khí chuyên trở đạo, tương lai đều có thể thành Phật. Bốn, đối với tất cả nguyện sinh nghĩ tưởng nguyện của mình, nguyện chúng sinh phát ra, tức là nguyện của mình phát ra, mình với chúng sinh không hai không khác, hợp mà làm một. Năm, đối với tất cả pháp sinh nghĩ tưởng thoát khỏi, tất cả pháp đều là Phật pháp, đều bất khả đắc, phải lìa khỏi chấp trước, lìa chấp ta, lìa chấp pháp thì sinh ra nghĩ tưởng thoát khỏi ba cõi. Sáu, đối với tất cả hạnh sinh nghĩ tưởng hạnh của mình, chúng sinh tu lục độ vạn hạnh giống như mình tu không khác. Bảy, đối với tất cả pháp sinh nghĩ tưởng phải pháp, tất cả pháp hữu vi và vô vi của thế gian đều đang nói pháp, giáo hóa chúng sinh. Hữu tình đang nói pháp, vô tình đang nói pháp, vạn sự vạn vật đều đang nói pháp. 8. Đối với tất cả lời nói pháp, sinh nghĩ tưởng lời nói đạo, vì lời khế lý mà lý chẳng phải lời, cho nên là lời nói đạo. 9. Đối với tất cả chư Phật, sinh nghĩ tưởng từ phụ, chư Phật dạy bảo giống như từ phụ dạy dỗ con cái, nên sinh nghĩ tưởng như vậy. 10. Đối với tất cả Như Lai, sinh nghĩ tưởng không hai, đều nghĩ tưởng là một chẳng có hai. Đó là 10 nghĩ tưởng kỳ đặc. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được nghĩ tưởng vô thượng phương tiện khéo léo. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ hạnh. Những gì là 10? Đó là hạnh của tất cả chúng sinh vì khắp khiến cho thành thục, hạnh cầu tất cả pháp vì thầy đều tu học, hạnh tất cả căn lành vì đều khiến cho tăng trưởng, hạnh tất cả tam muội vì nhất tâm bất loạn, hạnh nhất thiết trí huệ vì chẳng có gì mà không biết rõ, hạnh tu tập tất cả vì chẳng có gì mà không thể tu, hạnh tất cả cõi Phật vì thầy đều trang nghiêm, hạnh tất cả bạn lành vì cung kính cúng dường, hạnh tất cả Như Lai vì tôn trọng thừa sự, hạnh tất cả thần thông vì biến hóa tự tại. Đó là 10 hạnh. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được hạnh đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ hạnh. Những gì là 10? Đó là: một, hạnh của tất cả chúng sinh vì khắp khiến cho thành thục qua bồ đề. Hai, hạnh cầu tất cả pháp vì thầy đều tu hành học tập. Ba, hạnh tất cả căn lành vì đều khiến cho tăng trưởng. Bốn, hạnh tất cả tam muội vì đều đắc được cảnh giới nhất tâm bất loạn. Năm, hạnh nhất thiết trí huệ vì chẳng có gì mà không biết rõ, biết khắp tất cả. Sáu, hạnh tu tập tất cả vì chẳng có gì mà không thể tu. 7. Hạnh tất cả cõi Phật vì thầy đều trang nghiêm thành tịnh. 8. Hạnh tất cả bạn lành vì cung kính cúng dường. 9. Hạnh tất cả Như Lai vì tôn trọng thừa sự. 10. Hạnh tất cả thần thông vì biến hóa tự như nhậm vận tự tại. Đó là 10 thứ hạnh. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được hạnh đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 bậc thiện trí thức. Những gì là 10? Đó là thiện trí thức khiến trụ bồ đề tâm, thiện trí thức khiến sinh căn lành, thiện trí thức khiến thực hành các ba la mật, thiện trí thức khiến hiểu nói tất cả các pháp, thiện trí thức khiến thành thục tất cả chúng sinh, thiện trí thức khiến đắc được quyết định biện tài, thiện trí thức khiến chẳng chấp trước tất cả thế gian, thiện trí thức khiến nơi tất cả kiếp tu hành không nhàm mỏi, thiện trí thức khiến an trụ hạnh phổ hiền, thiện trí thức khiến vào